cầu thủ nữ Thái Lan khóc ròng sau trận thua ngược Myanmar. Dẫn trước 2-0 nhưng tuyển nữ Thái Lan để thua ngược 2-4 vì những sai lầm đáng tiếc và sự chủ quan trong trận bán kết gặp Myanmar tối ngày 12 tháng 5. Plume Suntisata, số 10, bước đi vô hồn về cabin sau khi chào cổ động viên. Tuyển nữ Thái Lan tưởng đâu đã có một trận đấu dễ dàng khi dẫn trước Myanmar 2-0 ở trận bán kết bóng đá nữ diễn ra tối ngày 12 tháng 5 trên sân Ami. Những giọt nước mắt của Jirapong Mongkol đã rơi khi trọng tài thổi còi trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 nghiêng về Myanmar. Thế hệ mới của bóng đá nữ Thái Lan nếm trái đắng đầu tiên. Tuyển nữ Thái Lan đã nhanh chóng dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Nhưng Win Thanh Ghi Tung và đồng đội đã chơi cuột cường và ghi liên tục 4 bàn thắng. Tất cả đều đến từ sự chủ quan của đối thủ. Niềm vui của Myanmar đến sự tự tin và quả cảm. Huấn luyện viên Uki Tetuso đã nói không tin vào màn trình diễn này. Ông chỉ có 3 tuần làm việc cùng đội nên khiêm tốn không nhận công lao trong trận thắng đáng nhớ này. Sang Tho Tho là người giúp Myanmar vươn lên dẫn 3-2. Cô gái mang áo số 8 có thể lực tốt và đọc tình huống hay nên khiến hàng thủ Thái Lan trả giá. Thái Lan còn mắc nhiều sai lầm và họ trả giá bằng bàn thua phút cuối. Pha pressing hai người cuối trận của hai cầu thủ Myanmar khiến hậu vệ số 19 mất bóng. Miak Noe Khin sút xa ấn định tỷ số 4-2. Hai bàn cách biệt là khoảng cách an toàn để Myanmar tin vào trận chung kết. Ban huấn luyện Myanmar ăn mừng như thể họ đã vô địch SEA Games 32. Trước mắt đội còn là trận tái đấu với tuyển Việt Nam vào tối ngày 15 tháng 5 trên sân Olympic. Trước mắt, các cầu thủ Myanmar cứ vui khi đánh bại được đối thủ mạnh là Thái Lan. Bóng đá nữ Myanmar và bóng đá nữ Thái Lan đã cho ra lớp trẻ kế cận. Niềm vui không tả của huấn luyện viên Tetuso và các học trò. Theo huấn luyện viên người Nhật Bản thì chiến thắng này là trận đấu cần phải ghi nhớ trong sự nghiệp của ông. Dẫu vậy, Myanmar sẽ đối diện bài toán nhân sự khi họ chỉ sử dụng một đội hình cho phần lớn thời gian thi đấu. Huấn luyện viên tuyển Thái Lan cho rằng Việt Nam nhiều cơ hội vô địch hơn. Huấn luyện viên Tetuso hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu ở trận chung kết với tinh thần như thế này. Các cầu thủ là người dũng cảm, khích lệ và ngoan cường. Họ đã tìm được sự tự tin sau khi đánh mất và duy trì tinh thần này, ông nói.